Tiếp nối dòng thông tin sự kiện sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long là chương trình Người đưa tin 24 giờ. Thế Anh và anh Thơ sẽ tiếp tục đồng hành để chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin cập nhật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin chương trình sáng nay. Thử nghiệm thu phí không dừng đối với ô tô ra vào sân bay Tân Sơn Nhất góp phần giảm ùn tắc tại. Người trồng rau ở Quảng Bình đang tất bật thu hoạch các loại rau màu phục vụ thị trường Tết. Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi bắt chủ tiệm vàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng. Camera 24 giờ tiếp tục thông tin đến quý vị và các bạn những tình huống tài xế bất chấp nguy hiểm đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Du khách hào hứng trải nghiệm cầu trượt phao trên cạn đầu tiên ở miền Tây. Mời quý vị bắt đầu theo dõi nội dung chương trình. Từ chiều hôm qua, sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh vận hành thử nghiệm hệ thống thu phí tự động không dừng đối với xe ô tô ra vào sân bay. Việc làm này sẽ góp phần giảm ùn tắc cho cả trong và ngoài sân bay, đặc biệt là trong đợt cao điểm Tết Nguyên Đán. Hệ thống thu phí không dừng tại sân bay Tân Sơn Nhất được thiết kế để nhận diện các thẻ tài khoản ETC mà tài xế đã dán để lưu thông qua trạm thu phí đường bộ. Lối ra khỏi sân bay Tân Sơn Nhất có 6 trạm thu phí, trong đó một làn xe phía bên tay phải hướng từ sân bay ra đường Trường Sơn, quận Tân Bình đã áp dụng thí điểm công nghệ thu phí ô tô không dừng. Theo ghi nhận, các phương tiện qua trạm thu phí đều di chuyển thông suốt, không mất thời gian xếp hàng chờ đợi thanh toán thủ công như trước đây. Trong cao điểm Tết Nguyên Đán, trung bình mỗi ngày có hơn 20.000 lượt phương tiện qua trạm thu phí tại sân bay Tân Sơn Nhất. Việc thí điểm hệ thống thu phí ô tô không dừng sẽ góp phần giải tỏa ùn tắc nơi cửa ngõ sân bay. Còn tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài, thành phố Hà Nội, hôm qua, ngày đầu tiên của đợt cao điểm đi lại qua cảng hàng không này trong dịp Tết, lượng hành khách bắt đầu đông hơn so với ngày thường, nhưng khá thông thoáng nhờ lực lượng chức năng tại sân bay tổ chức các phương án giải tỏa hành khách linh hoạt, kịp thời. Ghi nhận vào hôm qua, hành khách đổ dồn đến sân bay để về quê nghỉ Tết. Lượng hành khách đến đưa tiễn, đón người từ các chuyến bay về Hà Nội cũng gia tăng, khiến sân bay tấp nập. Tuy nhiên, lực lượng an ninh sân bay, cảng vụ, tiếp viên hàng không đã chủ động các phương án phân luồng hành khách, mở thêm các cửa soi chiếu an ninh, hướng dẫn hành khách tại chỗ, nên sân bay thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn ứ, ùn tắc. Dự kiến hôm nay 28 tháng Chạp, sân bay đón khoảng 605 lượt chuyến bay và 98,5 ngàn lượt hành khách. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng công an điều tiết giao thông tại sân đỗ ô tô, tại các luồng phương tiện tiếp cận nhà ga, đồng thời mở tối đa kiểm tra thủ tục để đảm bảo thông thoáng. Dịp Tết Nguyên Đán là thời điểm nhu cầu tiêu thụ rau màu của người dân tăng cao. Để đáp ứng nhu cầu này, bà con nông dân tại xã Hồng, một trong những vựa rau lớn của tỉnh Quảng Bình, đang tất bật chăm sóc, thu hoạch các loại rau màu. Những cánh đồng rau màu tốt tươi hứa hẹn mang lại thu nhập cao, giúp người trồng có một cái Tết đủ đầy hơn. Vụ rau Tết năm nay, gia đình nông Quảng Văn Trâm trồng 2 sào su hào và hơn 1 sào ớt. Nhờ có kinh nghiệm trồng lâu năm, áp dụng khoa học kỹ thuật và chủ yếu sử dụng phân hữu cơ, nên các ruộng rau màu của gia đình nông Trâm đều xanh tốt, đạt sản lượng cao, dự kiến cho nguồn thu khoảng 60 triệu đồng. Vào dịp Tết là cái ở su hào á, là có những khách hàng thì bố đông, nói chung là nếu tôi là vì họ mua thì hết, họ mua là tôi chặt hàng ngày cho họ thôi. Nói chung là hàng hóa là trong đó là họ mua hết. Xã Hồng Thủy là một trong những vựa rau lớn của tỉnh Quảng Bình với diện tích trên 352 hectare, chủ yếu là trồng su hào, khổ qua, dưa leo, rau mùi, ớt. Nhờ trồng rau màu, đời sống kinh tế của người dân ngày càng ổn định. Thời gian tới, địa phương khuyến khích người dân tiếp tục mở rộng diện tích trồng rau, trong đó chú trọng sản xuất theo hướng hữu cơ. Nhân dân Hồng Thủy chủ yếu trồng rau màu và phục vụ Tết, thu nhập bình quân của hộ gia đình là khoảng 30 đến 40 triệu đồng và đủ trang trải trong dịp Tết và tiếp tục tại mùa vụ. Theo người dân, năm nay thời tiết khá thuận lợi nên các loại rau màu đều phát triển tươi tốt. Dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán, giá các loại rau cao hơn so với ngày thường. Các thương lái tới tận vườn thu mua, người dân không lo về đầu ra cho rau màu. Và không chỉ có rau màu mà những mặt hàng thực phẩm khác cũng được tiêu thụ mạnh trong dịp Tết. Vì vậy, việc giá cả bình ổn sẽ giúp nhu cầu, khi mà nhu cầu tăng cao sẽ giúp người dân yên tâm mua sắm hơn.
như là tại Đà Nẵng nhằm để đảm bảo cân đối cung cầu một số mặt hàng thực phẩm thiết yếu đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ của người dân trong dịp Tết, thì thành phố đã triển khai chương trình bình ổn giá với nhiều điểm bán hàng bình ổn. Riêng mặt hàng thịt gia súc gia cầm thì có 19 điểm bán bình ổn giá trên tất cả các quận huyện. Đây là một trong số 19 điểm bán hàng bình ổn giá thịt gia súc gia cầm dịp Tết của thành phố Đà Nẵng. Mở bán từ 6 giờ đến 11 giờ từ ngày 26 đến ngày 29 tháng Chạp. Các điểm bán bình ổn này cam kết đảm bảo về an toàn thực phẩm, niêm yết giá công khai, đảm bảo về số lượng và ổn định giá trong suốt thời gian của chương trình. Có thể ở đây là bình ổn ấy, là giá hạ hơn chợ là 30 ngàn, 25 ngàn thì mua thịt rất là tiền. Chương trình bình ổn giá thịt gia súc gia cầm tại Đà Nẵng được triển khai trên tất cả các quận huyện với giá thấp hơn thị trường từ 5 đến 10%. Ngoài thịt heo và thịt bò, mặt hàng trứng gia cầm cũng nằm trong chương trình bình ổn giá. Sẽ hỗ trợ cho các đơn vị bán hàng các điểm như thế này là cái kinh phí về tuyên truyền là một, thứ hai là các cái về nhân công, về các trang thiết bị và như các cái hoạt động khác liên quan đến việc trang trí cửa hàng để đảm bảo cho có cái điểm này bán được ổn định và thứ hai là tăng sạch đẹp. Việc triển khai các điểm bán thịt gia súc gia cầm trong những ngày giáp Tết giúp người dân dễ dàng mua thực phẩm với giá cả hợp lý. Trước nhu cầu sử dụng thực phẩm của người dân tăng cao trong dịp Tết Nguyên Đán, ngành chức năng tỉnh Nam Định tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm nhằm đảm bảo an toàn, ngăn chặn kịp thời việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Giáp Thìn và lễ hội mùa xuân năm 2024. Tỉnh Nam Định hiện có hơn 430 cơ sở sơ chế, chế biến nông sản, thủy sản đăng ký kinh doanh. Trong đó có trên 100 doanh nghiệp và hơn 300 cơ sở nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình. Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, các ngành chức năng tập trung tuyên truyền, nâng cao kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết, lễ hội. Các đoàn liên ngành đã thanh kiểm tra một số cơ sở sản xuất chế biến và các nhà hàng, siêu thị trên địa bàn. Toàn bộ nhân sự cũng sẽ được tập huấn về kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm để nắm rõ được phải làm thế nào để tạo ra những sản phẩm an toàn để cung cấp cho người tiêu dùng. Đối với các cơ sở sản xuất thì bây giờ người ta cũng tuân thủ rất tốt trong cái điều kiện luật an toàn thực phẩm. Trong đó thì những cái người chủ cơ sở người ta cũng đã tuân thủ theo cái pháp luật về cái công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Theo ngành chức năng khuyến cáo, để phòng tránh ngộ độc thực phẩm, người dân nên mua hàng hóa tại các cơ sở có uy tín, không nên tích trữ nhiều thực phẩm. Đồng thời cảnh báo nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm đến cơ sở để có hướng xử lý khắc phục kịp thời, hạn chế thực phẩm không an toàn lưu thông trên thị trường. Bên cạnh việc ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm, dịp Tết Nguyên Đán, công tác cấp cứu, khám chữa bệnh cho người dân cũng được ngành y tế chuẩn bị sẵn sàng. Tại Hà Nội, để đảm bảo công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong những ngày Tết, các bệnh viện trên địa bàn thành phố đã lên kế hoạch ứng trực với nhân lực và cơ số thuốc, trang thiết bị đầy đủ, sẵn sàng trực cấp cứu xuyên Tết. Trung tâm cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai là tuyến cuối tiếp nhận các ca nặng từ tuyến dưới chuyển lên. Để chuẩn bị cho những ngày nghỉ Tết, sẽ có hơn 20 bác sĩ cùng 20 điều dưỡng cho mỗi ca trực trong 24 giờ liên tục. Bên cạnh đó, Bệnh viện Bạch Mai cũng bố trí một đội lưu động sẵn sàng tham gia cấp cứu ngoại viện trong mọi tình huống. Ngoài ra, đơn vị Trung tâm Chống độc, Tim mạch, Đột quỵ cũng sẵn sàng các ekip trực Tết đề phòng gia tăng các bệnh đột quỵ, ngộ độc. Bên cạnh cái việc mà các cán bộ thường trực, thường trú tại chỗ thì chúng tôi còn có cái lực lượng mà trực thường trú. Đấy. Thường trú thì đây là cái đội ngũ mà cán bộ có trình độ chuyên môn sâu làm cố vấn và sẵn sàng tham gia hội chẩn trực tuyến và trực tiếp. Toàn bộ lực lượng làm chuyên môn thì đều được phân trực. Tuy nhiên thì hầu hết là những cái ngày cao điểm là chúng tôi đều tăng cường cái số lượng. Còn tại Bệnh viện Đa khoa Sanborn cũng đảm bảo lịch trực xuyên Tết, tập trung 3 lĩnh vực: cấp cứu, khám bệnh, hỗ trợ cấp cứu ngoại viện khi cần. Thuốc men, các cái trang thiết bị cần thiết cho những công tác cấp cứu và chuyên môn được đảm bảo, được rà soát lại và đảm bảo. Vali cấp cứu này là đi cấp cứu ngoại viện, chúng tôi rà soát và đảm bảo đủ cơ số trực khi mà cần cấp cứu ngoại viện nếu cần thiết. Rồi là kể cả xe cộ cấp cứu trực cũng thường xuyên.
Sở Y tế thành phố Hà Nội đã công bố danh sách 41 bệnh viện công lập, 30 trung tâm y tế và trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, 42 bệnh viện tư nhân và một phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn sẵn sàng trực cấp cứu dịp Tết. Trường hợp người bệnh trái tuyến, trái chuyên khoa, cơ sở y tế cần xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà bệnh nhân trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác. Tiếp theo chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay là những nội dung đáng chú ý sau. Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi bắt chủ tiệm vàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng. Camera 24 giờ tiếp tục thông tin đến quý khán giả những tình huống tài xế bất chấp nguy hiểm đi ngược chiều lùi xe trên cao tốc. Du khách hào hứng trải nghiệm cầu trượt phao trên cạn đầu tiên ở miền Tây. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung chương trình. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa bắt Võ Thị Thu Hồng, 54 tuổi, trú tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, là chủ tiệm vàng, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 50 tỷ đồng. Theo điều tra ban đầu, Hồng lấy danh nghĩa là chủ tiệm vàng Kim Hồng Phát để vay tiền của người dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn. Có gần 200 người cho Hồng vay hơn 50 tỷ đồng, nhưng sau đó đối tượng mất khả năng trả nợ. Công an xác định Hồng dùng thủ đoạn gian dối khi nói vay tiền của người dân để kinh doanh, nhưng thực chất là để trả các khoản nợ và lãi vay khác. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Đối tượng Bùi Thị Hương, 38 tuổi, ngụ xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, cũng vừa bị công an huyện Thạch Thành bắt giữ để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định khoảng tháng 12 năm 2019, chị BTT ở xã Thành Mỹ có vay của Hương số tiền 50 triệu đồng với lãi suất 3.000 đồng cho 1 triệu trong một ngày. Đến tháng 10 năm 2023, Hương thu lời bất chính lên tới 170 triệu đồng từ việc cho chị T lai lãi suất cao. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện từ cuối năm 2019 đến khi bị bắt, Hương đã cho nhiều người khác ở xã Thành Mỹ vay tiền với lãi suất cao, thu lời bất chính trên 600 triệu đồng. Khám xét nơi ở của Hương, công an thu giữ nhiều giấy tờ liên quan đến việc cho vay nặng lãi. Thưa quý vị và các bạn, đi ngược chiều trên cao tốc là hành vi vi phạm pháp luật, thế nhưng vẫn có không ít tài xế vi phạm. Hơn nữa, đường cao tốc không dành cho xe máy, nhưng đã có những trường hợp đi vào và chạy ngược chiều. Camera 24 giờ ngày hôm nay sẽ tiếp tục phản ánh về tình trạng này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vụ việc được camera hành trình ghi lại vào ngày 26 tháng 12 năm 2023. Lúc này, ở làn đường sát giải phân cách trên cao tốc Tuyên Quang, Phú Thọ, thuộc địa phận tỉnh Tuyên Quang, xuất hiện một chiếc xe bồn đi ngược chiều. Tài xế camera đang chạy tốc độ cao, buộc lái xe phải chuyển làn để tránh. May mắn không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Còn đây là vụ việc xảy ra vào ngày 9 tháng 12 năm 2023 tại thành phố Cần Thơ. Theo đó, tài xế xe gắn camera hành trình đã đạp phanh giảm tốc độ khi thấy xe đối diện đi ngược chiều trên cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi. Tài xế này cũng nháy đèn pha để cảnh báo. Người lái xe ngược chiều cũng nhìn thấy nên tránh được va chạm. Sau khi mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài 47 giây ghi lại cảnh một tài xế xe ô tô liều lĩnh chạy xe ngược chiều trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra xử lý. Theo đó, sự việc xảy ra khoảng 8 giờ 30 ngày 14 tháng 1 năm 2024. Lúc này, tài xế xe chạy đúng chiều trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đến đoạn gần cầu vượt nút giao với đường tỉnh 908 thuộc huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long thì bất ngờ thấy một ô tô màu đỏ chạy ngược chiều ở làn đường gần giải phân cách, nháy đèn pha liên tục. Tài xế xe chạy đúng chiều nhanh chóng giảm tốc độ và đánh lái xe qua làn đường phía trong nên tránh được tai nạn. Theo quy định, xe máy không được phép đi vào đường cao tốc. Tuy nhiên, trong tình huống sau, ngoài việc vi phạm lỗi đi vào đường cao tốc, người điều khiển xe máy còn đi rất nhanh ở hướng ngược chiều. Nguy cơ xảy ra tai nạn là rất lớn. Vụ việc xảy ra trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng ngày 9 tháng 12 năm 2023. Theo đoạn clip camera hành trình ghi lại, xe máy chạy với tốc độ cao ở làn đường sát giải phân cách, nơi cho phép ô tô đi tốc độ tối đa 120 km/h. May mắn, ở thời điểm này không có nhiều ô tô lưu thông.
Còn đây là hình ảnh được camera hành trình ghi lại vào khoảng 18 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2024 trên cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, đoạn gần nút giao đường tỉnh 908 thuộc địa phận ấp Hòa Hiệp, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Theo nội dung đoạn clip, xe ô tô đang di chuyển trong đêm trên cao tốc này thì có một xe máy chạy ngược chiều xuất hiện. Chiếc xe máy chạy sát giải phân cách, tài xế ô tô kịp đánh lái tránh được vụ tai nạn. Tuy vậy, xe máy lao vào, làm vỡ kính chiếu hậu bên trái của xe ô tô. Hành vi đi ngược chiều trên cao tốc không những là khiến cho chủ phương tiện bị xử phạt nặng, mà còn tiềm ẩn nguy hiểm khó lường cho cả bản thân người lái và những người tham gia giao thông khác. Ngoài gây nguy hiểm, lỗi này còn có thể gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại của các phương tiện cùng lưu thông. Do vậy, để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác, chủ xe nên tuân thủ đúng quy định lưu thông trên các tuyến đường cao tốc. Và đến đây, thời lượng dành cho camera 24 giờ cũng đã hết. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo. Tối ngày 6 tháng 2, tức 27 tháng Chạp, Hội Qua Xuân Tết Giáp Thìn năm 2024 với chủ đề Xuân Yêu Thương Tết Sum Vầy đã chính thức khai mạc tại Công viên Tàu Đàn, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Hội Qua Xuân sẽ đón người dân du khách tham quan từ ngày 6 tháng 2 đến ngày 15 tháng 2, từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết. Đến tham quan Hội Qua Xuân năm nay, người dân du khách sẽ được chiêm ngưỡng nhiều tác phẩm độc đáo mới lạ như mai vàng trên 50 năm tuổi, bộ sưu tập qua sứ nghệ thuật, bông giấy cổ thụ, sen cổ thụ, đặc biệt là các tác phẩm điêu khắc gỗ hình tượng rồng. Ngoài ra còn có khu trưng bày cá cảnh, chim cảnh, quả ôn đới, cây có trái, non bộ tiểu cảnh, bonsai, kiển cổ, đặc sắc và sinh động. Bên cạnh đó, người dân và du khách còn được thưởng thức các chương trình văn hóa nghệ thuật, ca múa nhạc, tạp kỹ, hài kịch, biểu diễn lân sư rồng. Và những ngày này, không khí mua sắm Tết đang rộn ràng. Tại thành phố Hà Nội, ngoài điểm mua hoa kiển ở phố Hàng Lược, sắm đồ trang trí ở Hàng Mã, thì người dân giờ đây có thể mua thêm những vật dụng cần thiết cho dịp Tết khi mà nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề truyền thống đang được trưng bày tại phố Bích Họa Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm. Những ngày cận Tết, phố Bích Họa Phùng Hưng trở nên nhộn nhịp hơn khi được sắp xếp trở thành không gian trưng bày kinh doanh các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề truyền thống nổi tiếng như sản phẩm nón làng Chuông huyện Thanh Quai và các mặt hàng mây tre đan, làng nghề sơn mài Hạ Thái huyện Thường Tín, đem đến nhiều sản phẩm như giỏ đựng quà, khay đựng mứt, bộ ấm chén uống trà. Ngoài ra còn có những sản phẩm khăn túi đeo với họa tiết thổ cẩm đặc trưng của vùng Tây Bắc. Nhiều gia đình đưa con đến đây tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu về các phong tục tốt đẹp, về những sản phẩm thủ công tinh xảo được tạo ra dưới bàn tay của các nghệ nhân. Tết cũng là thời điểm nhu cầu vui chơi giải trí tăng cao. Để đáp ứng nhu cầu này, làng du lịch Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ đã cho ra mắt một sản phẩm du lịch mới để du khách trải nghiệm, đó là cầu trượt phao trên cạn đầu tiên ở miền Tây. Cầu trượt phao trên cạn được ghép từ 20.000 tấm nhựa, tổng diện tích mặt khoảng 1.000 m², chiều dài thảm trượt dài khoảng 160 m. Đại diện làng du lịch Mỹ Khánh cho biết, với chiều cao 20 m của cầu trượt, khi đứng trên đỉnh, du khách có thể nhìn thấy trung tâm thành phố Cần Thơ. Cầu trượt phao hứa hẹn mang đến cho du khách trải nghiệm cảm giác mạnh và mới mẻ. Dịp Tết này, làng du lịch Mỹ Khánh còn tổ chức lễ hội sắc xuân với chương trình Tết quê và nhiều trò chơi khác như đua heo, đua chó, xiếc thú, trò chơi dân gian. Khi mà nhắc đến các địa điểm du lịch ở Cần Thơ thì chợ nổi Cái Răng vẫn là nơi mà được du khách ưa chuộng nhất. Cứ vào dịp cuối năm thì nơi đây lại nhộn nhịp hẳn lên với những sắc màu Tết, tạo nên nét đặc trưng cho khu chợ nổi miền sông nước. Nhưng vào những ngày này thì hàng trăm ghe tàu tấp nập tại chợ để cung cấp, trao đổi hàng hóa và phục vụ khách du lịch. Khác với cảnh họp chợ sôi động lúc 6-7 giờ sáng như thường lệ, những ngày cận Tết, nhiều tiểu thương đã đến chợ nổi Cái Răng từ 4 giờ để kịp mua bán nông sản, phục vụ khách tham quan. Tết đến xuân về, nhiều du khách khi đến miền Tây đều mong muốn được tham quan chợ nổi. Bởi nơi đây mang đậm dấu ấn miệt vườn sông nước, thể hiện qua cách mua bán, trao đổi nông sản độc đáo. Đến đây cũng nhiều lần rồi mà thích, cho nên tới hoài à. Xuống đây thì thường hay đi mua đồ, tham quan lò hủ tiếu. Ngoài buôn bán, trao đổi hàng nông sản, chợ nổi Cái Răng còn là điểm tham quan du lịch nổi tiếng của vùng đất Tây Đô. Những ngày giáp Tết, lượng khách về chợ nổi tăng mạnh, giúp tiểu thương tăng thêm thu nhập. Khách du lịch ta đi là đông hơn,
mỗi năm tàu có mấy cái điểm mới bờ kè đó làm sạch sẽ, khách đi nhiều hơn. Tàu chú huyện mà một ngày chạy cũng được 3 tour, cũng được vài chục người khách. Chợ nổi Cái Răng vào những ngày giáp Tết vui hơn cả. Người bán, người mua đông hơn, số lượng hàng hóa tăng lên gấp nhiều lần so với ngày thường. Thời gian họp chợ cũng kéo dài thêm. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người Đưa Tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvnli.vn hoặc là tải ứng dụng THVNLI trên Google Play và App Store. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.